Alo, xin chào các bạn. Giờ này cũng khuya rồi, nhưng mà mình mới biết được có một cái tool Jared trực tiếp trên Windows khá là hay các bạn. Nó không có cần USB luôn, không có cần USB boot luôn nha các bạn. Giờ mình sẵn cái con máy iPhone này á, thì mình lên video mình hướng dẫn các bạn ha. Nói hướng dẫn thì nó hơi ấy chứ mình chỉ chia sẻ thôi nha các bạn. Chia sẻ những cái gì mà mình biết á, chia sẻ cho anh em ha. Anh em gặp những con máy như vậy thì cứ tự tin mà làm thôi. Quá chuẩn luôn. Này 7 lút nè. 15.7. Cái tool nó là cái tool Palindrome các bạn. Cái tool Palindrome nè, chạy trực tiếp trên Windows luôn, không cần USB ha. What? Mình Jared khá là ok. Hôm nay thì mình lấy cái con máy này mình test có thử ok không nha các bạn. Cái tool này là của cái team FRB các bạn phát triển nha. Trên tool nó có ghi nè, không web nè các bạn, tool phát triển nè. Rồi tất nhiên là trong cái đội chết ra cũng có luôn ha. Giờ mình sẵn con máy này mình Jared có thử nó ok không nha. Rồi mở cái Device Manager lên, chết driver đầy đủ á. Rồi driver nhận ngon nè. Rồi bấm start trên tool. Con này là con máy bình thường nha các bạn, không có bypass gì hết á. Nhưng mà mình nghĩ bypass hay không bypass thì cũng Jared được hết đó các bạn. Nó không quan trọng lắm đâu. Giờ bấm start nè. Rồi cái máy nó vô chế độ recovery. Rồi mình đưa vô DFU. Cái tool này nó hoạt động chắc tựa giống cái tool Winrange á. Mình thường làm video trên kênh các bạn có xem thì các bạn hiểu không? Thì các bạn cứ chạy cái tool Winrange mà thấy nó trục trặc hay gì thì mình chuyển qua cái tool Palindrome mới nè. Coi thử nó ok không nha. Mời đẹp. Rồi giờ bấm start vô DFU. Bấm start. Rồi nguồn với volume trừ. Rồi các bạn chờ nó đếm. Hay là các bạn vô theo nhịp nhẽ hợp lý thì các bạn vô thôi. Không cần thiết phải nhìn theo cái tool nha. Mình làm cái nào mà ok thì mình vô thôi các bạn. Mình làm quen tay thì mình nhìn theo cái tool nó, mình thấy nó đơn giản hơn. Rồi nó bắt đầu Jared nè. Rồi các bạn đợi nha. Wow. Load driver coi thử nó có bị thiếu driver không gì á. Nó lỗi không mình sửa. Cái tool này nó hoạt động nó bộ nó tương tự như cái Winrange đó các bạn. Nhưng mà hiện tại thì cái team FRB phát triển á, chắc mình nghĩ là fix một số lỗi trên một số cái dòng Windows nó kén á. Rồi cái này ngon lành nè, nó boot bông go á. Mà cái máy này nó boot táo lên á, là nó chạy những câu lệnh á, là hầu như là thành công nha các bạn. Đó các bạn thấy nó chạy không? Vô tay vô. Rồi các bạn đợi cho nó successful nha. Rồi vậy là cái tool này cũng ngon lành cành đào á. Các bạn mà bypass hello nghe gọi hay gì á, cứ lấy cái tool này các bạn làm nha. Mình thấy là ngọt á các bạn. Nhưng mà quan trọng chạy xong á, mình kiểm tra coi thử nó có cái Palindrome chưa. Rồi mở Palindrome á, thì coi thử nó Jared thành công chưa các bạn ha. Rồi Jared Don nè. Quá chuẩn luôn. Câu văn nó hiện này cũng dễ hiểu các bạn. Rồi ngon lành. Rồi đóng lại. Rồi coi thử có Palindrome hay gì không. Mở cái Palindrome lên. Rồi chưa thấy luôn. Chưa thấy hơi hám gì hết. Rút ra thử các bạn. Kim vô. What? Ủa chưa có luôn ta. Có Palindrome nè các bạn. Có Palindrome nè thấy không. Nhưng mà trên kia nó không có báo Jared. Này chắc nó bị treo gì rồi. Vãi cà đáng. Rồi game 2-3 lần nó mới được các bạn ơi. Nè các bạn thấy không. Jared thành công là có Palindrome nha. Rồi vậy là cái tool này cũng ngon lành các bạn. Cái này là nó báo Palindrome gì đây. 1.2. Rồi mình vô nó là cái gì các bạn. Ôi vẫn là rootless nha các bạn. Rootless nha. Vẫn là rootless nè. Rồi các bạn trở lại. Rồi load cái C-Leo. Các bạn bấm cài đặt C-Leo. Rồi các bạn đợi nha. Các bạn đừng có để cho nó khóa màn hình nha các bạn. Nếu mà các bạn để màn hình nó 1 phút hay gì thì chịu khó mình đụng màn hình nè. Thì cho nó sáng đèn à. Thì nó sẽ cài nhanh chóng nha. Oh my god. Rồi mình đợi coi thử có nó cài C-Leo ổn không. Cái này nó hỏi password. Đặt password gì á. Mình đặt cái gì cũng được các bạn. Đặt mình đặt đại 1234 đi. 1234 đi. 1234. Rồi mình set nó. Rồi cái này đóng xem cái nhật ký như này bỏ qua các bạn. Rồi cả C-Leo ngon lành nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô. Rồi cái này lúc có C-Leo thì mình áp những cái suộc hay là mình làm gì đó như là mấy cái video mình chia sẻ nè. Đó các bạn thấy không. Này này những cái tweet hay nè. Ngon lành. Nói chung là cái tool này của FRB mới phát triển á thì có thể là fix những cái lỗi là nó phù hợp những cái Windows hơn nha các bạn.
có thể là hầu như là máy nào chạy cũng được ha. Rồi các bạn cứ có những con máy này thì các bạn mang ra các bạn chạy nha. Mời đẹp. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn.